các bạn. Mình là Huyền Trân, là founder của công ty pháp lý Reway. Vừa rồi thì có nhiều bạn đã nhắn cho Trân và nói rằng là Trân ơi, nên làm thêm các video về thủ tục phá sản đi. Thì hôm nay Trân xin làm video này để chia sẻ với các bạn những điều cần lưu ý trong cái thủ tục phá sản doanh nghiệp. Xin mời các bạn theo dõi nha. Đầu tiên thì phá sản là gì? Thì phá sản có thể hiểu nôm na rằng gồm có hai điều kiện. Điều kiện cần là công ty đó phải lâm vào tình trạng phá sản, và điều kiện đủ thì công ty lâm vào tình trạng phá sản đó phải được tòa án tuyên bố là phá sản. Và chúng ta sẽ làm rõ từng yếu tố này. Lâm vào tình trạng phá sản tức là công ty bị mất khả năng thanh toán những cái khoản nợ đến hạn trong vòng 3 tháng kể từ ngày cái khoản nợ đó đến hạn. Khi mà doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì có những đối tượng sẽ có quyền để nộp đơn vào tòa án yêu cầu tuyên bố doanh nghiệp đó phá sản, và có những đối tượng phải bắt buộc có nghĩa vụ nộp đơn vào tòa án để xin làm thủ tục phá sản. Thì ở trường hợp mà nghĩa vụ á, thì đó là những người làm chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật của công ty. Đại diện theo pháp luật thì rõ rồi, còn chủ sở hữu thì đối với doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân nè, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên và chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần đó, thì và một số đối tượng khác nữa nha. Mình nắm cơ bản như vậy được rồi. Thì những đối tượng này khi mà công ty lâm vào tình trạng phá sản thì họ có cái nghĩa vụ là phải nộp đơn vào tòa án để yêu cầu mở thủ tục phá sản. Còn những cái đối tượng có quyền thì đó là những người như là chủ nợ nè, những cái chủ nợ và những cái người lao động công đoàn, những cái người làm việc trong công ty á, mà công ty không thanh toán cho họ những cái nghĩa vụ tài chính, ví dụ như tiền lương nè, tiền bảo hiểm xã hội nè, hoặc là tiền nợ nè, những cái khoản nợ không có đảm bảo. Thì những chủ nợ này nếu như mà những cái người này nè, khi mà cái khoản nợ, cái nghĩa vụ tài chính này đến hạn trong vòng 3 tháng, hết 3 tháng mà không được thanh toán thì họ có quyền nộp đơn vào tòa án để xin yêu cầu mở thủ tục phá sản. Và phải nói rằng không phải là bất cứ doanh nghiệp nào bị nộp đơn vào tòa án xin phá sản thì đều phá sản nha. Đó còn tùy thuộc vào quyết định của tòa án nữa. Và vậy thì trình tự giải quyết ở tòa án như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục. Vậy thì các cái bước để thực hiện thủ tục phá sản sẽ gồm 4 bước, theo Trân là gồm 4 bước như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ nộp đơn vào tòa án để xin mở thủ tục phá sản. Và cái bước này thì những cái người có quyền và có nghĩa vụ thì Trân đã phân tích rồi ha. Bước thứ hai là tòa án sẽ xem xét tất cả những cái giấy tờ chứng cứ chứng minh là các khoản nợ cái doanh nghiệp này lâm vào tình trạng phá sản, và những cái trình tự thủ tục mà tố tụng hành chính đó, có đầy đủ hay chưa, thì người ta sẽ bắt đầu ra quyết định thụ lý hoặc là yêu cầu bổ sung sửa đổi đơn để mà thụ lý vụ án. Và sau khi mà thụ lý vụ án rồi thì sẽ ra cái quyết định là mở thủ tục phá sản ha. Và bước thứ ba là tòa sẽ triệu tập tất cả những cái chủ nợ để tiến hành mở cái hội nghị gọi là hội nghị chủ nợ. Thì mở cái này để làm gì, một lát nữa Trân sẽ phân tích. Bước thứ tư là sau khi mà thực hiện cái bước ở trên xong thì tòa sẽ ra quyết định là có tuyên bố doanh nghiệp này phá sản hay không, hoặc là rút đóng cái hồ sơ này, tức là doanh nghiệp đó không có bị tuyên bố phá sản. Và bây giờ Trân sẽ lần lượt phân tích cái hội nghị chủ nợ là như thế nào ha. Tại cái hội nghị chủ nợ á, thì tất cả những cái chủ nợ sẽ đưa ra ý kiến và biểu quyết về cái phương hướng để mà cho doanh nghiệp này có một cơ hội để làm lại, giống như là làm hết tất cả các khả năng, những cái gì cần thiết cho doanh nghiệp này để mà doanh nghiệp này nó sẽ không có bị phá sản. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà phá sản á, thì các cái chủ nợ này sẽ có cái rủi ro là họ không có được trả hết cái khoản nợ, và thậm chí là có những chủ nợ thì không được trả nợ luôn. Bởi vì á, cái chế độ của công ty thông thường á, là những cái công ty này là công ty trách nhiệm hữu hạn ha, cái trách nhiệm của họ chỉ chịu tối đa bằng cái tài sản đã góp vào trong công ty là cái vốn điều lệ á, và những cái tài sản hiện tại của công ty. Thì ví dụ như công ty đó vốn điều lệ là 50 tỷ và những cái
vốn điều lệ này nó chuyển thành tài sản hết rồi, và sau khi mà bán đấu giá hết cái tài sản thì nó cũng khoảng xem chừng 53-54 tỷ thôi, mà cái khoản nợ của họ bây giờ là 70 tỷ, thì sẽ có cái phần vượt quá cái phần mà vốn điều lệ đó, nó khoảng 10 mấy tỷ á, thì không được trả. Và như vậy thì những cái chủ nợ mà có cái khoản nợ này thì họ sẽ bị mất quyền lợi. Do đó thì cái việc phá sản là cái việc mà không ai mong muốn cả, nên là nhà nước sẽ tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp này có một cái cơ hội để phục hồi lại cái kinh tế, để có thể đủ tiền. Nếu mà doanh nghiệp phục hồi tốt thì họ sẽ có tiền để trả cho những cái chủ nợ này, đúng không? Vậy thì ai cũng sẽ có cái lợi trong đó, và họ sẽ được đưa ra các cái giải pháp như là góp vốn thêm vào trong công ty nè. Ví dụ như công ty đó thiếu, công ty đó làm ăn bị thất bại là do thiếu vốn lưu động, ví dụ như vậy, hoặc là giãn nợ nè, xóa nợ nè, hoặc là chúng ta giảm nợ đó, rồi kéo dài cái thời hạn thanh toán, hoặc là cái mình có thể sáp nhập mua lại gì đó, vân vân, những cái giải pháp để giúp cái doanh nghiệp này không còn phá sản nữa. Và sau khi mà chúng ta thực hiện cái hội nghị chủ nợ này xong, hết cái thời hạn mà đã gia hạn cho cái công ty đang lâm vào tình trạng phá sản á, thì tòa án lúc này sẽ quyết định là sau cái thời gian phục hồi đó mà doanh nghiệp đó vẫn tiếp tục làm ăn bết bát, thì tòa sẽ quyết định là tuyên bố cái công ty này phá sản thực sự. Hoặc là nếu mà sau thời gian phục hồi, nếu doanh nghiệp này nó đã vận hành lại trơn tru, các cái khoản nợ nó đã tương đối là có thể giải quyết được, và trong tương lai là họ sẽ nhất định họ sẽ thanh toán được các khoản nợ, thì tòa sẽ xem xét trên những yếu tố đó để ra quyết định là đóng cái hồ sơ phá sản này, vì doanh nghiệp đã hoạt động lại bình thường. Như vậy thì tốt quá rồi, đúng không? Đó, thì sau khi mà chúng ta làm hết 4 bước thì sẽ ra quyết định là cái doanh nghiệp này có phá sản hay không, chứ không phải là doanh nghiệp nào lâm vào tình trạng phá sản thì cũng bị phá sản cả, bởi vì không phải ai bệnh thì cũng chết, đúng không? Đó. Và chúng ta nói thêm về cái ảnh hưởng của cái thủ tục phá sản này. Thủ tục phá sản á, là một cái thủ tục mà phải nói là không hề ai mong muốn cả, đối với doanh nghiệp, các công ty lâm vào tình trạng phá sản, cũng như là các chủ nợ và đối với nhà nước luôn. Thì những cái doanh nghiệp mà nó càng lớn, càng cái phạm vi ảnh hưởng của nó càng lớn, thì cái sức mà gây cái rủi ro cho cái nền kinh tế nó càng cao, bởi vì họ bám rễ sâu vào trong cái từng ngóc ngách của đời sống kinh tế xã hội. Và do đó nếu như mà cái doanh nghiệp này phá sản, nó sẽ là một cái giống như là một cái ngòi để châm cái hiệu ứng domino và kéo theo sự phá sản của hàng loạt doanh nghiệp. Vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta đa số là những cái công ty lớn thì họ đều có cái trách nhiệm hữu hạn, họ đều đăng ký ở cái hình thức công ty là công ty có cái trách nhiệm hữu hạn. Và do đó thì khi mà phá sản thì họ chỉ chịu tối đa tới cái phần tài sản mà họ đang có thôi. Đó, thì sẽ có rất là nhiều chủ nợ sẽ không được thanh toán, bị ảnh hưởng. Và họ tiền họ cho cái doanh nghiệp này vay, cho cái doanh nghiệp này nợ tiền hàng hóa gì đó, thì cũng là họ đi vay của ngân hàng này, hoặc là họ đi thiếu nợ cái công ty khác. Và một cái công ty này sụp thì họ cũng sẽ sụp, và nó sẽ kéo theo từ lớn lớn nhỏ, và nó sẽ gây một cái dây chuyền làm cho nền kinh tế có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng. Các bạn đã nghe nói về cái thủ tục mà mua lại ngân hàng đại dương á, với giá 0 đồng hay không? Đó cũng là một cái cách mà nhà nước giúp là cái thay vì cái ngân hàng đó nó phải phá sản, thì nhà nước đã sáp nhập với một cái ngân hàng khác, hay là để cái ngân hàng khác mua lại cái ngân hàng này để gánh cái khoản nợ này cho cái ngân hàng đang bị lâm vào tình trạng phá sản á, và giúp cho những cái chủ nợ mà đang cho cái ngân hàng này vay á, họ sẽ không bị thiệt hại về kinh tế, và nó sẽ không làm một cái hiệu ứng dây chuyền kéo theo cái sự lũng đoạn cái nền kinh tế. Và cái việc phá sản nó còn gây cái hậu quả rất là nghiêm trọng đối với những cái người lao động, những cái thành phần mà yếu thế trong xã hội, những cái thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội. Đó là khi mà doanh nghiệp phá sản thì tất nhiên là những người lao động sẽ bị mất việc nè. Mất việc thì họ sẽ không có tiền lương, không có thu nhập, thì họ sẽ rất là nghèo, rất là khổ.
Và khi mà thu nhập thấp họ túng thiếu thì họ có thể sinh ra những cái tệ nạn xã hội, và nó sẽ gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, an ninh, an sinh xã hội. Đó là chia sẻ của Trân Trâm hôm nay. Xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và những cái kế hoạch tốt để lèo lái con thuyền kinh doanh của các bạn vượt qua được con sóng lớn trong cái thời điểm hiện tại nhé. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký, subscribe bên dưới để theo dõi nhiều video tiếp theo của Trân, được phát vào 19 giờ thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.